안녕하세요. 제 이름은 Vân Anh입니다. Vân Anh ơi, không biết là nguồn động lực hay nguồn cảm hứng nào đã khiến em lựa chọn trường chuyên ngành làm đẹp của trường đại học Sóc Kiêng nhỉ? Nguồn động lực và cảm hứng của em đến với Sóc Kiêng đó chính là của mẹ em. Mẹ em hiện tại đang là chủ tiệm số 3. Bà cũng đã từng đạt được giải nhất cuộc thi phun xăm năm 2020. Nên là em nghĩ thành công và tài năng của mẹ đã là nguồn cảm hứng của em đến với Sóc Kiêng. Thế thì không biết là mục tiêu và cái kế hoạch học tập của mình khi mình học tập tại trường đại học Sài Gòn sẽ như thế nào? Em dự định là sẽ học tại Sóc Kiêng 5 năm, một năm đầu em sẽ dành thời gian để học tiếng Hàn thật chăm chỉ tại Sóc Kiêng để đạt được topic 6. Sau khi đạt được topic 6 xong, em muốn học 4 năm hệ chuyên ngành làm đẹp tại Sóc Kiêng. Sau khi đỗ tốt nghiệp thì em muốn ở lại Hàn Quốc một thời gian để tích lũy kinh nghiệm, rồi trở về Việt Nam mở một chuỗi phòng khám da cho riêng mình ạ. Bây giờ em hãy gửi một lời chúc đến tất cả các bạn cũng yêu thích